cùng cô đọc bài về nghề nghiệp nhé. Ve vẻ về ve, cùng đọc câu về chăm sóc sức khỏe. Đó là nghề y, trật tự đi đường. Là nghề cảnh sát, dạy học múa hát. Là nghề giáo viên, liên lạc thường xuyên. Là nghề bưu điện, làm nhiều việc thiện. Tập luyện tăng gia, bảo vệ nước nhà. Là nghề bộ đội. Hôm nay các bé hãy cùng cô đọc bài về nghề nghiệp nhé. Ve vẻ về ve, cùng đọc câu về chăm sóc sức khỏe. Đó là nghề y, trật tự đi đường. Là nghề cảnh sát, dạy học múa hát. Là nghề giáo viên, liên lạc thường xuyên. Là nghề bưu điện, làm nhiều việc thiện. Tập luyện tăng gia, bảo vệ nước nhà. Là nghề bộ đội. Hôm nay các bé hãy cùng cô đọc bài về nghề nghiệp nhé. Ve vẻ về ve, cùng đọc câu về chăm sóc sức khỏe. Đó là nghề y, trật tự đi đường. Là nghề cảnh sát, dạy học múa hát. Là nghề giáo viên, liên lạc thường xuyên. Là nghề bưu điện, làm nhiều việc thiện. Tập luyện tăng gia, bảo vệ nước nhà. Là nghề bộ đội. Hôm nay các bé hãy cùng cô đọc bài về nghề nghiệp nhé. Ve vẻ về ve, cùng đọc câu về chăm sóc sức khỏe. Đó là nghề y, trật tự đi đường. Là nghề cảnh sát, dạy học múa hát. Là nghề giáo viên, liên lạc thường xuyên. Là nghề bưu điện, làm nhiều việc thiện. Tập luyện tăng gia, bảo vệ nước nhà. Là nghề bộ đội. Hôm nay các bé hãy cùng cô đọc bài về nghề nghiệp nhé. Ve vẻ về ve, cùng đọc câu về chăm sóc sức khỏe. Đó là nghề y, trật tự đi đường. Là nghề cảnh sát, dạy học múa hát. Là nghề giáo viên, liên lạc thường xuyên. Là nghề bưu điện, làm nhiều việc thiện. Tập luyện tăng gia, bảo vệ nước nhà. Là nghề bộ đội.